Xe tới rồi nha các bạn. Bây giờ bỏ về lấy xe khách nha các bạn. Bên kia bao anh? Bên kia hả? Trại dê Tiến Đạt cung cấp dê giống số 1 Việt Nam. Mua ngay giống dê của Tiến Đạt để có những con giống chất lượng cao. Trại dê Tiến Đạt chuyên cung cấp dê giống Bắc Thảo, dê bò lai, dê bò lửa, dê bò thuần chủng và cả cừu Ninh Thuận. Chúng tôi cung cấp dê giống trên toàn miền Bắc, miền Trung và cả miền Nam, cụ thể như là tỉnh Nam Định, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Dương và Lào Cai. Tư vấn miễn phí và giao hàng tận nơi cho quý khách hàng. Đặt ngay dê giống của Tiến Đạt để có giá ưu đãi nhất dù bạn ở bất cứ nơi đâu. Tham khảo link bán giá dê giống ngay dưới mô tả video này. Bây giờ bỏ dê lên xe nha. Cái một hàng của nó là 5 con á. Nó có xe dịch không anh? Không. Nó nằm đó luôn. Sợ là nó đẩy cái đùng xốp vô gì á. Đâu, cái nó khó nó. Nó nói cho nó khó anh.